OK, xong xua stay nhỏ nấy xua công sự cam vô tật lỏng mong bên chung một đường cam thì lại vai bên hợp bè tỏ trong năm tháng ngày nâng nhưng mèo quậy mèo hai nhỏ ô flex xua nhằm ai hai nữ chui cơ mình thẻ em hơn khổ nóng phong rồi mưa lộ phong nhằm ai phong ai nhằm thư ấy chui chay một lấy khi nó tam dạng không bằng nóng phong nâng này tỏ trong năm chung một nhóm trong năm tháng ngày nâng duy nhóm mèo quậy class mèo hai nhỏ nấy tam nam một nhóm đó liền vậy tới cứ nhóm bất chia sự vải chất mạnh tên khỏi bây giờ nhóm bán đăng hạ cả bì mình xong mình nhóm cứ bây giờ phía nhạc lãng khoảng khổ mà mơ rộp chạc bùi chui con vậy chạc vui là web app Facebook là web app hàng để vinh creator cứ bán bạc bài phở bẻ nơi khám ai đại mục nghe nó cứ dương mình là cả để ách like bán được Facebook đó tới đọc bạc học sập IBS mùi là mục nghe đại ách ao ý nẹ đại quật ở nhóm bây giờ bì mục nghe ở star xin là Facebook nó nên là quật mơ like nhóm quật lại tính star vì Facebook nó nằm bây vô mà áo dương bàn hay ở dương của bán lôi bìa star nó dương xóm star nằm bây đồ vô lùi vì nghe số giọng ha bây để nét đại quật thuê ca đồ nét ở dương cư viên là show nó được screen time dạng function vào Facebook đây dương bàn chọn cho mùi những cam thì xin mẹp like stream mà dương đưa chỉ OBS cho mùi những explain chỉ down cho một stream lab ấy chẳng hạn này hay chẳng cứ như là mình là ca canisher nằm bây giờ tôi bán ca đồ net cho một cái hậu lấy bán canisher đại ca phim mình xong vẫn còn là nhiều mặt plan nữa vừa qua đồ net anh em mà star nó kiếm bạn từ trường học hay gì lại thải bơi máu u ra bây giờ cứ chạy nên là một ngày cứ bán chưa ăn mình tên anyway cứ ao bây giờ nhầm trong bài hai như là không liền bài phủ nick cứ chiều ao bây giờ những thời tranh lại chẳng dương một ngày nick cứ bị phơi máu cứ xem đẹp lại để con tôi chân lên game hay con stream nó lừa Facebook xem đẹp gamer làm đó để quạt vui cam fan cho toàn lên Facebook có ai thuộc fan man nằm bây fan quạt cho tôi xem stream mà quạt chơi muốn đi cùng được mà còn phải học tập IPS với môi không bấm bao lần phải học tập IPS cứ biết là vẫn biết luôn mình mà luôn chơi muốn được chẳng can làm em phim nghe số chơi muốn được hay video này cả play thì can muốn nghe mới nhất nhưng bạn thôi video hay cả tìm sớm mình phải giúp hai mong làm muối chẳng này là quạt toàn là bạn tôi xem để mình muốn trong sao là bọn chơi muốn được một nghe lắm cứ ai thuê cả cho tôi xem video nó bán nhưng là bọn hai đẹp nên nó đi hơi thà mấy bạn ai cho một nghe nó bán nhưng thời thường mà cho mấy một nhưng cho tôi can một nghe nó bán vì mình lại khan ấy khác nằm với những bạn một nghìn năm bạn phù nó mới sống khan mình thế vì nó mới chú cho mình chúng ta biết chú cho nó bị khổ dịch để bị hẹp vẫn hay mình tập vấn đó này dương anh đặt cho một là khan bệnh mà dương là không ai hay rồi những cái việc transfer cho bệnh mà dương mỗi tiết một ngày ad break smart or advertising là lợi video nên là quan trọng cho power video là lợi facebook ảnh hưởng lợi ban được nên được dùng youtube này còn hai một ngày đó dương anh apply dạng má này phần tay ở bên đây cool soft này smart payment mau việc cứ việc toàn tầm nảy cá cái đôi chuyện advertising cứ việc toàn tầm nảy cá nơi không mày tỷ dân nên việc toàn ban họ lối bán làm thế bằng tích tiết anh là tất cả cái đôi mơ của tất cả một tiết mong nên là một đó p là để bị change mau full option full support nhưng mà chụp được chụp được nó không liền mình plug cắt chỉ chờ phần tay thật là khó cho bạn dân đôi trẻ một nghi ở là về áp bằng chừng vì muốn việc mình không mày phần tay nhưng anh đặt bàn nhưng anh phở anh lại khéo quạt chuột apply dương ban dương anh đã bị ấn cho ban dân bạn nhưng mà còn hiện đạt phổ biến không kể anh là anh public page như nào mùi dây tới nhưng còn xong chất này là khó khăn gì bà những đơn là khách của tầm rưỡi 200 bạch nhau mòn gì bàn tay và xin chỉ dưỡng trong thứ ấy cổ lục tam lẹ khăn từ nam mũi vì chú là một tế bó dưỡng vì cổ lục pro xin Facebook ban trốn cái này nhưng cổ lục bàn nó bị ban trốn vì mình spare mình đi trốn nhưng chứ không có Facebook có support mà những đích nè bây giờ biết trên function anh mấy mấy ồ khi nhà này không ai ở lưỡi cư miên này quát vô đơn biển làm trốn nhưng kê ai dương tay môn hột đôi tên nâng nơi thay nơi đấy khá dương can đảm biên phim nghe xuống xong cùng spam xong cùng thua vậy là copyright cùng thua vậy là khó lạc khá này kê bán đá ao phù anh chân 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 spam thua khôi vậy tới biên biên xâm nhập là dương biên mấy dương này vì thua chân vì thua khôi và chung một phần thấy bao nhiêu vì thua chân bảo vạn này khá nông ca tôi thua ba là một người mà chúng mày kê đạm bằng khỏi đôi chỉ YouTube bị muốn lắm mình không ai hả tôi đã nâng em lấy bình những ai apply cho một nâng em xâm mang tâm khỏi khỏi nhân này trong Facebook cứ đôi khi này trong vậy nhóm trong này và hai nhà đồng học này chim thua vậy đa phần ca để khuôn này cái hàng thằng creator kia thiếu dạ trong song chất nè như thường thua ấy là ấy cứ anh cái hàng thằng mạnh phim bao nhiêu creator thiếu bao nhiêu talent bao nhiêu dạ viên viên mô nạp phim lừa này gì sau vậy dương do bao kia mặt đạn rồi mô của dương lên phải cắt lên ấy xu thang về để dương ban đầm máu xâm lại cho nhầm dương mang được tụi ban chúc chơi như ngày nhà mùi dương sợ bài chất ở phùa nó bị mẹn chiều cái ai thiêu bao nhiêu mẹn thì challenge bao nhiêu vì số phê sẽ mẹp dương nhá mình đồng vân anh
កីឡាករ CSGO ម្នាក់ដែលខ្ញុំប្រាប់បានចេញព័ត៌មានហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានរហស្សនាមថា Forsaken ហើយគឺឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាគូមវត្តហ្នឹងឯងជាជនជាតិឥណ្ឌាហើយនៅថ្ងៃការពីដូចជាអាទិត្យមុនសម្រាប់សប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងការប្រកួត CSGO Extreme Masterland សម្រាប់ឆ្នាំ2018នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបហើយពេលប្រកួតហ្នឹងគឺជាវគ្គចម្រុះផ្លាច់ព័ត៌លេងវគ្គគ្រប់ stage ដើម្បីឡើងទៅវគ្គផ្លាច់ព័ត៌ Grand Final ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរសោកស្ដាយគណៈប្រកួតគាត់ក្រុមរបស់គាត់ប្រកួតនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់មានឈ្មោះថា Optic India គឺជាក្រុមដែលអាចនិយាយបានថាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាហើយអបិមួយហ្នឹងគឺអាយុប្រហែលជា23ឆ្នាំដូចជាលើខ្ញុំមួយឆ្នាំហើយមិនធម្មតាណាគាត់មានរហស្សនាមថាជា Carry Single Shot ដែលហៅថាជាអ្នក Carry នៅក្នុង Game ហើយជា Player ដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរមែនតែប៉ុណ្្នឹងអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតគ្រុបស្ទេកហ្នឹងគឺគាត់បានលួចព្រោះប្រាក់ឈីតដែលវាមិនហៅនិយាយទៅខ្ញុំបញ្ជាក់តែម្ដងទៀតឲ្យនិយាយចូលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដល់អស់យល់ខាងច្រើននៅក្នុងភាសាសាមញ្ញមួយដែលយើងនិយាយថាព្រោះប្រាក់អ្វីដែលធ្វើឲ្យវាខុសលក្ខណ្ឌិកៈរបស់ហ្គេមដូចយើងដាក់កម្មវិធីដាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេមិនហៅយើងហែកគេហៅថាឈីតភាសាហែកគឺជាភាសាមួយបែបទៀតដែលយើងហៅថាអូបំបែកនៅប្រព័ន្ធ system មួយផ្សេងដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងឬមកយើងផលសរសេរ score សរសេរកម្មវិធីឬមកយើងផលកម្មវិធីជំនួយអីមួយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសរសេរទៅលើ program ការបំបែកទៅលើប្រព័ន្ធ system database ឬមួយក៏ server របស់គេហ្នឹងគេហៅថា hack តើតើជាមួយនឹង game នៅពេលដែលយើងផលកម្មវិធីដើម្បីយកមកបំបែកកូដជាមួយនឹង game របស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលឆ្នាំក្នុង game ហ្នឹងគេហៅថា cheat ដើម្បីកាន់ងាយស្រួលគាត់ថាវាសាមញ្ញបើយើងនិយាយពីអ្នកពួតអ្នកនរអត់ផងយល់ច្រើន picture ផងលេងហ្គេមខ្ញុំអត់ចូលយល់ដល់មានអញ្ចឹងមិនដែរបើយើងនិយាយទៅដល់របៀបយើងនិយាយថាអូអានេះវាលេងហែកវាអីចឹងតើប៉ះហ្នឹងគេហៅថា cheat អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យនរយល់ពីចំណុចហ្នឹងតើបើយើងហៅហែកក៏វាមិនអីព្រោះយើងតាមការយល់ឃើញរបស់មនុស្សអញ្ចឹងណាមិនតែគាត់វិញនិយាយពីចំណេះដឹងគឺអាហ្នឹងគេមិនហៅថាហែកគេហៅថា cheat អញ្ចឹងក៏បានលើកប្រាប់ព្រោះប្រហែលនៅកម្មវិធីមួយហ្នឹងដែលគេហៅថា mlock mlock ហ្នឹងវាខុសពី mbot ផងថា mbot គឺអត់ឃើញមនុស្សឃើញអីវាចេញពីផតស្លាយខោវគឺវានឹងបាញ់អូតូរះទៅយកហ្មងជួនកាវាអាចនឹងខោបច្ចេកទេសដែរដោយសារតែវារះទៅលើមេករះទៅអីចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់ Mlock នេះគឺវាខុសគ្នាត្រង់ថាចាប់ទៅលើមនុស្សទៅម្នាក់ឯងចាប់បានបាញ់អានឹងក៏ងាប់ហើយមិនចាប់ទៅលើមនុស្សម្នាក់ទេបានប៉ុន្តែតោះយើងប្រើ control ឯខ្លួនឯងសម្រាប់ Mlock មួយហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃប្រកួតហ្នឹងគឺដោយសារតែខុសប្រកដីអញ្ចឹងគណៈកម្មការគាត់បានទៅ check មើលចំនួន player មួយហ្នឹងគឺឃើញថាគាត់បានប្រើប្រាស់នឹងកម្មវិធីមួយមាន3 file ហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅលើគេ live គេចេញវីដេអូអញ្ចឹងណាហើយពេលនោះក៏គេចាប់គាត់ហ្នឹងទៅបញ្ជូនមកប្រទេសឥណ្ឌានៅយន្តហោះដែលឡើងឡើងមកឥណ្ឌាភ្លាមៗជាមួយក្រុមគាត់ហើយត្រូវបានរំលាក់ចេញនៅស្វ័យប្រវត្តិមិនតែប៉ុណ្ណឹងគណៈកម្មការនៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការ ban វិសាជាមួយនឹងខាង CSGO ណា ban account មួយហ្នឹង5ឆ្នាំក្រោយមកក៏គេសើង gate ឬមកកែសម្រួលហ្នឹងទៅតើ account មួយហ្នឹងមិនជា account មកគាត់ទេក៏តលាក់មកសល់ ban 2 ឆ្នាំវិញប៉ុន្តែបើនិយាយគួរសោះស្ដាយគឺគាត់ត្រូវបាន ban 5ឆ្នាំនៅក្នុងការប្រកួតផ្សេងផ្សេងឲ្យគាត់ចូលរួមហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មួយក្រុមមកគាត់ហ្នឹងត្រូវវាមិនមកវាមិនត្រូវជំរុញគាត់ចេញឬក៏អត់ទេគាត់មិនដឹងថាការប្រកួតក្រោយៗគឺគាត់លែងមានមុខទៀតហើយគេបិទគាត់ចោលហើយហើយមិនទៅវិញហ្នឹងទេគឺគាត់ធ្វើបាក់មុខប្រទេសឥណ្ឌាខ្លាំងមែនទែនអានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលគួរសោះស្ដាយបំផុតព្រោះអ្វីទូទាំងពិភពលោកមិនទៅធ្វើទៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងទេតែស្ដាប់គាត់ត្រូវចេញទៅប្រកួតប្រកួតមួយហ្នឹងវាធំមែនទែនប្រចាំតំបន់ហ្នឹងទេវាមានទឹកប្រាក់សរុបដូចជា $100,000នៅម្សិលមិញនេះសម្រាប់ហ្គេមថ្មីរបស់ Rockstar ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញអ្នកនរនេះហើយហ្គេមនោះគឺនិយាយពីប្រវត្តិលក្ខណៈការផ្សងព្រេងរបស់ Cowboy ពពួក Cowboy ដែលលេងលក្ខណៈជិះសេះបាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាជំនាន់ពីដើមពីដើមហ្គេមនោះវាត្រូវបានកែច្នៃមកចេញជា Red Redemption 2ហ្នឹងហើយដែលជាហ្គេមរបស់ក្រុមហ៊ុន Rockstar ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនៅក្នុងការជោគជ័យក្នុងការផលិតហ្គេម GTA ហើយវាត្រូវបានដាក់លក់សម្រាប់ PS4 ជាមួយនឹង Xbox One នៅក្នុងតម្លៃ$60អ្វីដែលគួរសោះស្ដាយគឺវាអត់មានលើកុំព្យូទ័រអើយអញ្ចឹងម្សិលមិញគឺវាចេញដាក់លក់ហើយហើយញោមអត់ស្បានដឹងច្រើនពីហ្គេមហ្នឹងឯងគាត់ថាវាអាចលេង single ជា adventure ជាមួយនឹង multiplayer adventure ហើយវាជាលក្ខណៈ game បែបផ្សងព្រេងដែលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេង game បែបផ្សងព្រេងយល់ដឹងពីសាច់រឿង game ច្រើនគឺល្អមែនទែនព្រោះហ្នឹងវាមាននៅក្នុងការនិយាយពីប្រវត្តិខ្លះៗតែកតងជាមួយនឹងពីដើមពីដើមណាតែកតងមួយឆ្នាំ1800ជាង1900ជាងខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងច្បាស់ហ្មងខ្ញុំជាខ្ញុំ research វាបានច្រើនចាំមហាជួយតែអស់នេះទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា YouTuber ដែលខ្មែរបើយើងទៅគាត់ចូលចិត្តលេង game បែបសាច់រឿងអីបែបជ្រុយគាត់នឹងយកគេនោះមកលេងព្រោះខ្ញុំចង់មើលដែរតែតែវាប្លែកខ្ញុំជឿជាក់ជាងគេនៅលើបងលេខជាមួយនឹងមេកំាញ់ព្រោះគាត់ប្រកែកលេងអារឿង
game bạc sai lệch đường chiều sẽ bom bị em có một cái nó không cam bị chuột là hướng chân chân nhấn mà dân thì qua đang khơi video đi hao ấy có tao mình PS4 rồi anh chơi PS4 rồi lấy mà tay game nhưng mà bạn nhưng mà mình ít bởi tinh đủ anh đấy thì hay chơi video ấy bộ nhầm mới phong năng này nhấn ở bởi đến nhóm trong đấng cứ game muốn nó bị sai khoảng ha vì tẹt tao một sai tạch vẫn chả chả hay chứ nè vì vẫn chờ nhưng bố có phải dối ban chờ tẹt tao mới game muốn muốn cả đời là gọi mình về đó đấy yeah so chúng này đã quát trong sạc lòng cho mọi người nó ảnh hưởng tinh mát nơi là vì store và Rockstar nên mọi người có PS4 store bạc nằm lại với học sập đồ lá nên mọi người có Xbox One store chứ nè ảnh hưởng mơ tinh biết bạn game nó kia game bỏ Rockstar tâm trình mày lọ lên mình tên vừa tới buồn mình kia like mình kia cho nhưng khi nha để sao tại vì mình kia chắc vào lòng chứ mà nhầm lượng cho mọi người hãy chung nên ổn thì tên mình ổn tới ok the last one cứ ở patching mobile mà sao mấy patching mobile mà thuốc cam ở trên những con bài trong vùng thứ mấy là vì mình đôi chiều vẹn nó bị giúp cặp lương show của youtube mẹ vẽ san hốc cho mùi nhằng lan roni trap bạc mấy đài miên lửa cùng tới youtube thì bây giờ mình chơi nhiều từ sau nhưng chắc mẹ cái update bao nhiêu này nói với cái update cho mùi nhằng play store là mua của app store bán mẹ perform và bật cái ios cho mùi nhằng android phần tay nhằng lửa cùng tới nhưng trong mà chạy hẻm tích nhưng chắc là lửa cùng tới cùng bạc search mắc về những chiếc stand nó cũng search biệt patchy mobile search biệt thay Tencent Gaming Bobby nâng này chắc cái lại nâng hói bây giờ vì châu mắc biệt cái lại mình biệt mỗi sẻ play patchy mobile thật vì những lốp bị upgrade nó lại nhầm bất sân chỉ này là ổn nghiệp ở toàn màn upgrade rồi mà có lốp bị upgrade nó nhầm sẽ chơi hơi đầm bay mình phép nghe số với mình phải thi chọn thì ta bị vàng nhẹ nhàng chọn đầm bay mình phép nghe số cứ khoản ta ăn so với trao tới ta download bị website để nó ban lọc download à Tencent nghe mình bắt bí nâng ta đá nâng hơi giờ mình install lửa cùng tớ với trên bất sân thông bay chỉ can sạch tổ phân nâng ai so ngày nay khi dòng mình bật phân nâng chồng hai nhà nó để phụ ấy ở mà họ ban sai chơi số là sao phải nhập kế nhà mũi thật nó ghi nhận thời thoát sport anyway open smart can to snap bọn này nó hôm nay chụp này nơi ngày sai bật tỏa tiết chứ mùa này là cái bài phật bạn xong trong điệu liên bye bye. Bạn chất nước nông cá xung loại chất Flyro brand laptop là lâu nè phòng phong tới chạm bạc cho mỗi những game mình mến tí MSI kia chỉ chìm rửa đó là xung loại lâu nè mà nói phát thấp mỗi bích kia chỉ kì hạt thần phố đã ác ở lâu nè với các phần ngon nơi cao bộ cuộc game online xinh xinh để dưỡng hàng thang kỳ lạ electronic xinh xinh đôi chỉ Dota 2, CSGO, LOL nên game chỉ tràn thiệt để nè ác với các chạm bạc tham gia đồng nó description nơi khẳng kháng video này bạn chú chị ạ, chú mùi những Chrome Allo không cao bộ game online hình xế chú nhận tất cả phân phất chú mùi những rồi phát sự tình bởi vị nếu nóng lại thuộc các Spyro nơi xong bởi gaming hình xế chú sẽ xong bởi đại nhân của bộng tập ra phần trăm thay được chú mùi tơ, máu, keyboard, bài, máu pet chú mùi những xong bởi xinh xế điết tôi chỉ ở accessory xin mẹp gaming nơi khả nông hàng quan ghế bàn xin mẹp bỏ mình bên thang xong thuộc các trách nơi đồng bộ description của các video mùi này.